Ngày 9 tháng 6, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau một thời gian được chăm sóc tích cực, chiều ngày 8 tháng 6, hai bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đã được hỗ trợ chuyển viện về bệnh viện Đa khoa Hậu Giang tiếp tục điều trị. Theo đó, hai bệnh nhân bắt đầu bước vào giai đoạn nuôi dưỡng nâng cao thể trạng và tập vận động thành bụng. Hai bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được. Người anh thực hiện được một số y lệnh đơn giản, khả năng tự thở vẫn hạn chế, đây là bệnh nhân có sức cơ khá hơn khi nhập viện nhưng diễn tiến xấu dần, sức cơ yếu, cơ hô hấp yếu. Người em là bệnh nhân nặng hơn, đến nay tỉnh táo, gọi biết, gật đầu nhưng chưa thực hiện được y lệnh hay vận động đơn giản. Tuy nhiên, do hai bệnh nhân vẫn đang thở máy kéo dài, quá trình này cần luyện tập có thể từ 2 tháng trở lên. Hiện nay sinh hiệu hai bệnh nhân đều ổn định. Vì vậy, nhằm dự phòng các nguy cơ lây nhiễm cũng như thuận tiện cho việc chăm sóc của gia đình, hai bệnh nhân đã được chuyển viện về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin về hoàn cảnh của hai bệnh nhân, phòng công tác xã hội đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho hai bệnh nhân được 130 triệu đồng. Với tổng kinh phí điều trị hơn 300 triệu đồng, sau khi trừ đi phần kinh phí được thanh toán bảo hiểm, số tiền 130 triệu đồng từ tài trợ của mạnh thường quân đã được sử dụng để chi trả vào các chi phí ngoài danh mục bảo hiểm. Ngoài ra, bệnh viện Chợ Rẫy đã chi trả các khoản tiền còn lại cho gia đình bệnh nhân. Trước đó, ngày 13 tháng 5, Hai anh em ở thành phố Thủ Đức đang ăn bánh mì chả lụa từ người bán dạo. Đến ngày 14 tháng 5, cả hai đều có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chóng váng, đau bụng và tiêu chảy rồi bắt đầu yếu cơ, khó nuốt. Người em 18 tuổi có diễn biến sớm, yếu sức cơ và nhập viện bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, người anh 26 tuổi bị nhẹ hơn nên đã tự đến bệnh viện chờ rẫy nhập viện.